Điều kinh hoàng xảy ra khi người ta thấy một chiếc xe cảnh sát của chế độ Việt Cộng đâm thẳng vào người dân biểu tình. Người dân biểu tình họ có tội tình gì đâu. Họ chỉ là những nạn nhân mất đất, mất nhà, mất cửa và họ kêu cứu với quốc hội. Của những đại biểu quốc hội khi họ thấy cái đoàn xe bus của đại biểu quốc hội đi ngang qua. Quý vị để ý cho cái người phụ nữ ôm con bằng áo đỏ và người phụ nữ bằng áo vàng này là suýt chút nữa là bị cảnh sát tông xe chết người. Kinh hoàng không? Suýt chút nữa là đụng rồi. Nếu mà không né là sẽ có án mạng xảy ra. Cảm ơn quý anh chị đã